Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Bảng giá xe máy Suzuki tháng 7 năm 2008 bền giá hấp dẫn. Xe máy Suzuki vẫn giữ mức giá ổn định cùng nhiều lựa chọn hấp dẫn là dòng sản phẩm đáng chú ý xứng tầm là tam đại xe máy ở Việt Nam. Dù không có nhiều mẫu mã nhưng Suzuki tỏ ra là một dòng xe máy đầu tư có cái trọng điểm và luôn luôn tập trung vào những dòng sản phẩm có thế mạnh là những dòng xe con tài và mô tô thể thao. Trong đó, những dòng mô tô thể thao có uy quyền thét cả lửa như thần gió Suzuki Hayabusa 2007 hiện nay là mẫu xe máy đắt nhất của Suzuki và cũng có mức giá thuộc là hàng khủng trong làng xe máy ở Việt Nam. Kế tiếp phải kể những dòng xe mô tô như Suzuki CSX E1000 hoặc là cái chiếc CSX S1000. Với phân khúc là xe con tài, các mẫu xe như Raider, CD110, Aslo là những dòng sản phẩm bình dân có mức giá trên dưới 50 triệu đồng. Trong khi những dòng xe như là CSX S110 và cái chiếc CSX E150 thì có mức giá tầm lõ khá hơn. Và ở phân khúc Ceteka, Suzuki có hai cái chiến binh bao gồm Isuzu và Ares được đánh giá có thể cạnh tranh với những đối thủ Sanet của nhà Yamaha hay là Vision của Honda, thậm chí các NBX hay là FS. Những người trung thành với Suzuki giữ được cái tình cảm rất lâu không chỉ vì dòng xe máy rất bền, động cơ hiệu suất tốt mà còn cho hãng xe luôn giữ mức giá ổn định, không có những chuyện đổi giá cao ngất như cái chiếc Honda SX hay chênh lệch một thời gian khá dài như là Exciter của nhà Yamaha. Và để giúp các bạn có thêm những thông tin tham khảo, chúng tôi sẽ cập nhật bảng giá xe máy Suzuki trong tháng 7 năm 2008 mới nhất bên dưới. Cái mẫu xe Suzuki Hayabusa phiên bản 2017 mức giá đề xuất 558 triệu đồng, mức giá lý 558 triệu đồng. Cái chiếc CSX E1000 mức giá đề xuất là 436 triệu đồng, mức giá lý là 432 triệu đồng. CSX S1000 phiên bản tiêu chuẩn mức giá đề xuất là 399 triệu đồng, mức giá lý là 400 triệu đồng. CSX S1000 phiên bản đen nhám mức giá đề xuất là 402 triệu đồng, mức giá đại lý là 404 triệu đồng. Vision 1000 mức giá đề xuất là 419 triệu đồng, mức giá đại lý là 418 triệu đồng. CZ 1/10 mức giá đề xuất là 64 triệu đồng, mức giá đại lý là 64 triệu đồng. Raider phiên bản tiêu chuẩn mức giá đề xuất là 49 triệu đồng, mức giá đại lý là 51 triệu đến 52 triệu đồng. Raider CB mức giá đề xuất là 49.200.000 đồng, mức giá lý là 53 cho đến 53.500.000 đồng. CD 110 mức giá đề xuất là 28.500.000 đồng, mức giá lý là 28 triệu đồng. ZX S 110 mức giá đề xuất là 69 triệu đồng, mức giá lý là 71 triệu đồng. ZX S 110 CB mức giá đề xuất là 69.400.000 đồng, mức giá lý là 72 cho đến 72.500.000 đồng. Aslo phiên bản tiêu chuẩn mức giá đề xuất là 27.800.000 đồng, mức giá lý là 28 triệu đồng. Aslo phiên bản đen mờ mức giá đề xuất 28.300.000 đồng, mức giá lý là 29 triệu đến 30 triệu đồng. Isbo phiên bản tiêu chuẩn mức giá đề xuất 31.300.000 đồng, mức giá lý là 32 triệu đồng. Isuzu phiên bản đen mờ mức giá đề xuất 31.500.000 đồng, mức giá lý là 33 triệu đồng. Ares phiên bản tiêu chuẩn mức giá đề xuất 28.300.000 đồng, mức giá lý là 27 triệu cho đến 27.500.000 đồng. Ares phiên bản đen mờ mức giá đề xuất 28.800.000 đồng, mức giá lý là 28 triệu đồng. Lưu ý, giá xe ở trên chỉ mang những tính chất tham khảo, cụ thể còn tùy thuộc vào từng lý và khu vực. Cảm ơn bạn đã theo dõi này là trực tiếp, nhớ like, share, subscribe.